À, xin được chào bác sĩ Chi Quân, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cùng với Khỏe Đẹp 24 giờ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì được đồng hành cùng bác sĩ trong một cái chủ đề đó là triệt lông. Lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến Minh Tiệp cũng như quý vị khán giả của chương trình Khỏe Đẹp 24 giờ. Thực ra thì cái việc triệt lông đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng thôi, không phải là của chị em phụ nữ không, mà ngày nay cánh mày râu cũng rất là quan tâm tới cái vấn đề triệt lông. Hiện tại trên mạng xã hội cũng như là các trang thông tin quảng cáo trên mạng rất là nhiều vấn đề triệt lông vĩnh viễn, thì điều đó có thật hay không thưa bác sĩ? Chúng ta hoàn toàn có những phương pháp triệt lông đạt được hiệu quả rất cao, đã được chứng nhận không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới nữa. Tuy nhiên cái vấn đề về triệt lông vĩnh viễn có lẽ là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn luận thêm rất là nhiều. Bởi vì triệt lông một cách có hiệu quả thì rất đúng, nhưng triệt lông để vĩnh viễn mất hoàn toàn tất cả chức năng lông và lông không bao giờ mọc lại, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tất cả những trường hợp triệt lông như vậy thì có dựa vào cái độ tuổi? Tất nhiên là khi mà chúng ta triệt lông thì đôi khi chúng ta nghĩ là chỉ cần vô và chiếu laser hoặc ánh sáng thì lông nó có thể mất đi. Tuy nhiên dưới góc nhìn của một bác sĩ da liễu thì cái vấn đề triệt lông lại không hoàn toàn như vậy. Khi mà trước khi triệt lông, bác sĩ da liễu cần phải xác định là đây là một cái vấn đề rậm lông bình thường thôi hay là rậm lông này có liên quan tới những cái bệnh lý từ bên trong. Nếu như có một cái nghi ngờ gì đó về những cái vấn đề bệnh lý bên trong thì bác sĩ da liễu có nhiệm vụ cần phải tìm ra bệnh lý đó. Và nếu như chúng tôi đã loại trừ hết tất cả những cái bệnh lý đó, chúng tôi hoàn toàn yên tâm thì chúng tôi sẽ tiến hành cho triệt lông. Và khi mà triệt lông thì mình cũng phải chọn những cái thiết bị laser hoặc năng lượng nó phù hợp. Và cái nữa đó là khi triệt lông chúng ta cũng cần phải quan sát ở trên da của bệnh nhân, nếu có vấn đề nhiễm trùng viêm nhiễm thì chúng ta hoàn toàn có thể trì hoãn cái việc triệt lông nó lại. Và cái việc mà triệt lông nó có tốn nhiều thời gian hay không? Khi mà một cái vấn đề mà da của bệnh nhân quá ngậm thì rõ ràng cái lượng sắc tố melanin ở phía dưới da của bệnh nhân rất là nhiều, và khi mà ánh sáng và laser thì tất nhiên khi chúng ta chiếu lên thì tất cả những cái melanin đó, nó sẽ nhận cái năng lượng đó, và chúng tôi cần phải giảm đi cái năng lượng để làm sao cho đảm bảo an toàn cho cái vùng da đó. Vì vậy nhiều khi đó là một trong những cái lý do khiến cho cái việc triệt lông nó trở nên nó lâu hơn. Khi mà chúng tôi bắt đầu triệt lông thì chúng tôi luôn cân nhắc tất cả những cái yếu tố xung quanh bệnh nhân. Triệt lông như có nói không phải là một cái phương pháp nó đơn giản, chúng ta chỉ chiếu ánh sáng lên với một cái mức năng lượng bất kỳ mà có thể triệt lông được. Chúng ta cần phải lựa chọn cái mức năng lượng phù hợp, cần phải lựa chọn bệnh nhân phù hợp, cần phải quan sát tình trạng da của bệnh nhân, làm sao để chúng ta có được một cái phương pháp triệt lông với mức năng lượng phù hợp, với cái thời gian phù hợp thì lúc đó triệt lông mới hiệu quả. Và một cái vấn đề cực kỳ quan trọng hơn nữa là làm sao triệt lông để không gây ra bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Dạ vâng. Dạ. Chương trình của chúng tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi thắc mắc của khán giả gửi về, đó là có nhiều người họ triệt lông, tuy nhiên thì cái việc triệt lông này nó diễn ra là 8 lần, 10 lần và thậm chí nhiều hơn thế nữa, thì cái điều đó là do những yếu tố gì thưa bác sĩ? Thực ra là như bác sĩ cũng có chia sẻ với Minh Tiệp, cái vấn đề triệt lông nó không có đơn giản chỉ là một cái sợi lông mà chúng ta chiếu cái năng lượng ánh sáng hoặc là laser vô và cái sợi lông nó mất đi, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn cái số lần triệt lông nó còn phụ thuộc vào thứ nhất đó là cái vị trí mà mọc lông. Những cái vùng mà lông tơ thì có thể nó đáp ứng với cái năng lượng laser hoặc ánh sáng nó kém hơn, chính vì vậy mà cái số lần triệt lông có thể phải nhiều hơn. Còn trong khi đó những cái vùng mà lông nó rậm, nó dày hơn thì cái việc mà nó bắt được cái năng lượng của laser và ánh sáng tốt hơn, có thể cái số lần triệt lông nó sẽ ít hơn. Ngoài ra cái việc triệt lông, khi một bác sĩ da liễu tiến hành triệt lông thì người ta còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn như một cái đơn cử ở trên những bệnh nhân mà có cái tiếp da quá đen, tức là quá sậm màu, thì đôi khi chúng ta cũng phải giảm năng lượng. Chúng tôi luôn phải cân bằng giữa cái hiệu quả với lại cái nguy cơ, làm sao để triệt lông vừa hiệu quả mà không gây ra bất cứ một cái tác dụng phụ nào. Hiện nay thì có những phương pháp nào được gọi là tối ưu nhất để cho mọi người có sự lựa chọn? Hiện nay phương pháp mình tạm gọi là chuẩn vàng, tức là được cái sự công nhận ở tại Việt Nam và trên toàn thế giới, phải là ánh sáng cường độ cao hay còn gọi là IPL. Thì ánh sáng cường độ cao là một trong những cái phương pháp hiệu quả và an toàn đối với phần lớn các cái trường hợp mà bệnh nhân có nhu cầu về triệt lông. Tuy nhiên trong một số các trường hợp nhất định, nếu như cái việc triệt lông bằng ánh sáng không đạt được hiệu quả như mong đợi thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển qua một số các cái loại laser phù hợp để chúng ta có thể triệt lông. Thế thì lúc nãy bác sĩ có chia sẻ rằng là triệt lông không hoàn toàn là vĩnh viễn, thì cái thời gian mà mình khi mà mình triệt lông vừa xong thì khoảng cái bao lâu thì lông nó sẽ dấu hiệu mọc lại hoặc là như thế nào? Thực ra rất là khó nói mình, tại vì cái lông của mỗi người nó sẽ có một cái sự đáp ứng khác nhau đối với các loại laser và ánh sáng. Chúng tôi vẫn thường triệt lông, tất nhiên một lần hai lần thì rất là khó để có thể triệt
hủy những cái năng lượng. Về nguyên tắc để triệt lông thì chúng ta cần phải đưa cái năng lượng và ánh sáng xuống cái năng lượng, và cái năng lượng đó thì sẽ hủy những cái năng lượng ở phía dưới. Tuy nhiên chắc chắn là không bao giờ chúng ta có thể hủy hết 100% tất cả các năng lượng. Vì vậy vẫn có một cái tỷ lệ nhỏ, một số người sau khi trải qua một cái liệu trình triệt lông rồi, một vài năm sau đó người ta vẫn thấy những cái năng lượng nó mọc lại. Và chúng tôi vẫn thường khuyên bệnh nhân là hãy theo dõi khi nào mà có dấu hiệu mà những cái năng lông nó mọc lại, hãy quay lại bác sĩ da liễu để chúng tôi có thể quan sát và có những cái lời khuyên tư vấn phù hợp với từng một trường hợp. Thế thì ở cái những bạn bây giờ hiện tại bạn rất là lo lắng khi mà lựa chọn phương pháp triệt lông, trên mạng có rất là nhiều những cái đồ mà hỗ trợ cái việc triệt lông đó, dù dùng những cái gơ hay là chúng ta bằng tự cạo. Vậy thưa bác sĩ thì có những cái biến chứng gì sau triệt lông? Một trong những cái mà mình thấy những phương pháp đó rất là phổ biến là bởi vì nó rất là đơn giản, nhiều khi những bạn có thể tự mua ở nhà và tự làm ở nhà. Tuy nhiên nó lại tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ khác. Cái nguy cơ đầu tiên hết đó là mình hoàn toàn mình không biết những cái hoạt chất chứa trong đó nó là gì. Chính vì vậy mà một số cái trường hợp khi mà người ta bôi những cái hoạt chất đó lên sẽ gây ra tình trạng viêm da tiếp xúc. Đơn giản nhất có thể là dị ứng kích ứng, nếu nhiều hơn chúng ta điều trị không hợp lý nó có thể dẫn đến những cái tình trạng nhiễm trùng, để lại những cái sẹo xấu, những cái hậu quả người ta khó khắc phục sau này. Một cái nguy cơ thứ hai nữa là rõ ràng chúng ta thấy là khi mà mình chỉ bôi ở trên da thôi thì nó sẽ lấy đi được cái phần ngọn của lông đó, nhưng mà cái phần chính ở phía dưới thì hoàn toàn lại không tiêu diệt được. Tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân mà người ta có những cái vấn đề như vậy, người ta tự mua những cái sản phẩm và người ta cũng đặt cái vấn đề với bác sĩ là tôi có thể triệt lông bằng những phương pháp đó hay không. Thì cái câu trả lời vẫn là một là triệt lông bằng những cái phương pháp đó, thứ nhất là nó không có đạt được cái hiệu quả như mình mong đợi. Còn trong trường hợp đó với những bạn trẻ mới lớn lên như thường các bạn hay lựa chọn phương pháp là tự cạo lông thì cái điều đó nó có nên hay không, và nếu mà chúng ta dùng bằng phương pháp cạo lông bằng thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không? Tất nhiên là khi mà những bạn trẻ mới lớn lên người ta cái lông mọc nhiều thì tất nhiên bạn có sẽ có một cái nhu cầu làm sao để làm sạch cái lông đó, thì cạo lông là một trong những cái phương pháp có thể làm sạch đó. Tuy nhiên cũng lại một lần nữa mình lại nói là nó cũng là điều trị cái phần ngọn thôi chứ không phải là điều trị cái phần gốc của vấn đề, nên cạo lông nó không thể nào để triệt lông hoàn toàn được. Và cái thứ hai, khi cạo lông chúng ta cần phải cạo đúng cách, nghĩa là sao, chúng ta cần phải cạo theo đúng cái chiều của lông mọc. Đó là một trong những cái nguyên tắc cơ bản nhất để tránh những cái tình trạng như lông mọc ngược hoặc là viêm nang lông nó sẽ xuất hiện sau đó. Rõ ràng chúng ta có những cái vấn đề mình nghĩ rất là đơn giản, nhưng nếu chúng ta không làm đúng cách thì đôi khi nó lại gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề. Vâng, còn trong những trường hợp mà khi mà lựa chọn đến những cơ sở uy tín hoặc là đến bệnh viện để dùng cái phương pháp triệt lông như vậy thì sau đó chúng ta cần chăm sóc như thế nào? Phần lớn những cơ sở hiện nay triệt lông sẽ sử dụng ánh sáng hoặc là laser, thì chúng ta biết là ánh sáng và laser sẽ cung cấp một cái nhiệt lượng xuống nang lông. Chính vì vậy mà sau khi mà chúng ta triệt lông xong thì chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng, đó là những cái nang lông nó có thể hơi đỏ lên một chút xíu, gây viêm nhẹ ở đó trước khi mà cái sợi lông nó rụng ra. Và trong cái giai đoạn này cái da cũng sẽ hơi khô lại một chút xíu, nên trong trường hợp mà chỉ nó hơi đỏ thôi thì các bạn có thể hoàn toàn sau đó thì có thể chăm sóc da lại như bình thường. Chúng ta có thể dưỡng ẩm thêm để da chúng ta nó đủ cái độ ẩm và giảm bớt cái tình trạng kích ứng. Có những cái biến chứng gì cụ thể hay không ạ? Thực ra biến chứng phần lớn nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta sử dụng sai cái năng lượng, mà chúng ta đánh giá sai cái tình trạng của bệnh nhân. Khi mà sử dụng cái năng lượng không đúng thì có thể một cái lượng nhiệt nó quá lớn, nó tác động đến cái vùng da ngay cái chỗ đó. Giống như hồi nãy mình tiếp chia sẻ những cái trường hợp mà bệnh nhân có tiếp da quá đen, chúng ta sử dụng cái năng lượng quá cao thì một cái lượng lớn melanin ở dưới sẽ hấp thu cái năng lượng ánh sáng đó, và nó sẽ gây ra những cái tình trạng chẳng hạn như là bỏng, chẳng hạn như là để lại những cái sẹo xấu sau đó. Và nếu mà điều trị không kịp thời thì nhiều khi để lại những hậu quả rất là khó khắc phục được. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Di Quân rất là nhiều đã có những chia sẻ rất là cụ thể và chân thành cùng với Khỏe Đẹp 24 giờ ngày hôm nay. Và hy vọng những thông tin vừa rồi của bác sĩ Di Quân vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về phương pháp triệt lông. Xin cảm ơn Minh Tiệp và cũng xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Khỏe Đẹp 24 giờ. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Khỏe Đẹp 24 giờ trên báo điện tử VTC News. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình.